Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa a? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu. Tập 85. Chương 841 chia 208 bình thường không có gì lạ. 2. Nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, dù không rõ họ đang nói về cái gì, nhưng mọi người vẫn cảm thấy một niềm tự hào, ngực tự nhiên ưỡn lên. Sau một năm mới, quần áo họ mặc đều là hàng hiệu, trông còn bảnh bao hơn cả Giang Cần là ông chủ. Nhưng họ quả thực có lý do để tự hào, không chỉ về tầm nhìn và kinh nghiệm, mà chỉ riêng mức lương của họ hiện tại cũng đã là điều mà nhiều người làm việc bao năm trong xã hội khao khát mà không đạt được. Những người như Ngụy Lan Lan, Đàm Thanh, Thời Diểu Diểu, có hoàn cảnh gia đình không tốt, bây giờ trong mắt bạn bè cùng lớp đã trở thành như những phú nhị đại. Mã Ngọc Bảo từ một gia đình đơn thân, năm ngoái còn tự nguyện từ bỏ xin học bổng. Tuyên bố rằng ông chủ Bảo Y để lại cơ hội cho những người cần hơn, cũng đã tạo nên một làn sóng lớn trong cộng đồng sinh viên. Theo như Lộ Phi Vũ nói, bây giờ chỉ cần có người nói mình là thành viên của 208, không quan trọng xấu đến mức nào cũng có thể tìm được người yêu, thậm chí gan to có thể tìm hai người. Giang Cần hỏi y biết từ đâu, y lắp bắp nói là nghe bạn mình nói. Khi danh tiếng lên cao, lan truyền rộng rãi, cũng khiến nhiều người muốn gia nhập vào 208, họ đều háo hức muốn kiếm được một khoản lớn. Vì ban đầu dự án khởi nghiệp do 208 phát động thực sự là một dự án khởi nghiệp của sinh viên. Để có được một số nguồn lực hỗ trợ, họ thực sự đã tham gia vào hàng ngũ của những sinh viên làm việc kiếm thêm. Đặc biệt là bản thân dự án ấy lại nằm ngay trong khuôn viên trường học, bản chất có thể hơi mơ hồ. Do đó, trong mắt một số sinh viên, tôi là sinh viên, tôi tin rằng mình cũng có thể làm được. Nhớ có một lần, Tô Nại có một đàn chị khóa trước, năm ngoái còn đặc biệt tìm đến, cảm thấy mình hơn Tô Nại một khóa. Cả về độ chín chắn lẫn kinh nghiệm đều cao hơn Tô Nại, tỏ ra rất chuyên nghiệp, như thể đến làm việc ở 208 là một ân huệ lớn. Giang Cần đã khéo léo từ chối cô ta, nhưng cô ta vẫn kiên trì không từ bỏ, thậm chí có phần hạ thấp Tô Nại, nói rằng cô ấy cũng không mấy chuyên nghiệp. Cuối cùng, Giang Cần từ trong ngăn kéo rút ra một chồng tiền quăng trước mặt cô ta, nói rằng đây là một nửa mức lương hàng tháng của Nại Nại Tử, bảo cô ta nếu cảm thấy mình xứng đáng thì cứ lấy đi. Đàn chị đó lập tức sững sờ, thăm dò vài lần, cuối cùng không dám nhét tiền vào túi, bởi vì thực sự quá nhiều. Chỉ cần nhìn thôi đã thấy nóng tay, cô ta khó có thể tưởng tượng mình phải làm gì để xứng đáng với số tiền đó. Tình hình này sau đó trở nên càng ngày càng phổ biến, nhất là sau khi Giang Cần lên báo, thì đã không thể đếm xuể. Ông chủ Giang sau đó cũng hơi mệt mỏi, trực tiếp công bố bản ghi công việc trong một năm qua lên Zihu. Như việc Ngụy Lan Lan và lãnh đạo Lâm Xuyên có buổi gặp mặt thân mật, Đổng Văn Hảo, và Lộ Phi Vũ có cuộc trò chuyện thân mật với Chủ tịch Hội Nhà báo Lâm Xuyên, Đàm Thanh dẫn đầu hơn 300 nhân viên đến Thượng Hải để triển khai công việc. Tất cả thành viên của 208 được mời tham quan Trung tâm Tài chính Toàn cầu ở Thượng Hải. Từ ngày đó trở đi, số sinh viên đến tìm việc làm thêm rõ ràng đã giảm đi nhiều. Vì những người thông minh cuối cùng đã nhận ra rằng, mặc dù 208 vẫn mang danh nghĩa sinh viên khởi nghiệp, thực tế vị thế xã hội của họ đã không còn giới hạn ở đó nữa. Đúng là một điều kinh ngạc, từ việc gặp gỡ lãnh đạo thành phố, đến trò chuyện thân mật với những người đứng đầu tổ chức tin tức. Tất cả đã vượt xa khỏi sức tưởng tượng của sinh viên về công việc bán thời gian. Công việc bán thời gian không phải chỉ là chạy vặt, phục vụ trà nước, vác hàng, trông coi cửa hàng sao. Công việc bán thời gian nào lại có thể lên đến mức này? Nhất là những người tự nhận mình đã là sinh viên năm cuối, từng hoạt động trong hội sinh viên nhiều năm, có khả năng giao tiếp mạnh mẽ, tự thấy mình có khả năng. Khi họ nhìn thấy những bức ảnh này, dù bạn mời họ tham gia họ cũng không đủ tự tin, bởi vì bản thân họ cũng biết mình không thể giữ vững phong độ trong những tình huống như vậy. Sau một hồi lâu, mọi người đến quảng trường trước, bởi vì đây là khu thương mại sầm uất trong trường, nên số lần họ bị người khác chú ý càng tăng, đi dọc đường, lòng Lộ Phi Vũ chợt nhói. Chúng ta đã nổi tiếng đến vậy sao, chả nhẽ không ăn một bữa ngon sao? Ông chủ, đừng đến tiệm cơm Nam Sơn nữa, chúng ta đến Tụ Tiên Lâu đi. Lộ Phi Vũ, cậu hơi kiêu ngạo rồi đấy. Lộ Phi Vũ mím môi, không phải tôi kiêu ngạo,
mà là ông chủ cho hơi nhiều thôi. Giang Cần trầm mặc một lát, về lấy xe đi, chúng ta đến Tụ Tiên Lâu, tiệm cơm Nam Sơn thật sự không xứng với đẳng cấp của chúng ta nữa. Đồng Văn Hào hơi ngạc nhiên, vỗ nhẹ vào đầu Lộ Phi Vũ, nhìn y một cái, sao cậu bỗng dưng biết nói lời có cánh vậy? Tôi không có, tôi nói thật mà. Chương 842, doanh nghiệp chó tính, 1. Từ Đại học Lâm Xuyên đến Tụ Tiên Lâu, mọi người ồn ào leo lên lầu, bước vào phòng VIP quen thuộc. Quản lý hội trường Hồng 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 và cổ đông quán rượu nằm trên đá lạnh đều được các cô gái mặc sườn xám đưa lên bàn, trông rất đắt đỏ, hấp dẫn. Giang Cần vẫy tay, bảo người ta đóng cửa phòng VIP lại, rồi nâng ly mời mọi người cùng uống, đứng dậy phát biểu vài câu đơn giản. Từ năm 08 đến 10, làm tròn lên cũng đã 2 năm, con đường chúng ta đi qua, trải qua bao gian khó thực sự không dễ dàng, tôi xin nâng ly chúc mừng mọi người. Đêm nay, hy vọng mọi người có thể họp vui vẻ. Mọi người ban đầu rất hào hứng, nhưng nghe xong câu này, lập tức vẻ mặt xa sầm, trong lòng nghĩ rằng xong đời, đây không phải là tụ tập mà lại là họp hành. Nhưng mọi người đã quen với phong cách làm việc khắc nghiệt của Giang Cần, nên dù không hẹn trước, thật ra ai cũng mang theo báo cáo công việc của mình, có vẻ như đã dự đoán trước điều này. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ tinh thần đội nhóm đã hoàn toàn hình thành. Những công ty mang sói tính, cừu tính gì đó, đó đều là văn hóa doanh nghiệp cấp thấp. Nhìn xem chúng ta, một doanh nghiệp mang chó tính. Vậy doanh nghiệp mang chó tính là gì? Chính là tính linh hoạt và cơ động đứng đầu, dù ở bàn ăn hay khu vui chơi nông trại, thậm chí là trong dịp Halloween trang phục như ma quỷ, cũng có thể triển khai công việc bất cứ lúc nào. Đây, chính là chuyên nghiệp. Có ai từ Jihu cần báo cáo không? Đồng Văn Hào đứng dậy, diễn đàn ổn định, số lượng đăng ký so với đầu năm không thay đổi, số người dùng hoạt động hàng ngày giữ ở mức khá cao. Ngoài ra, Tuệ Tuệ Tử Thích Hít Đường dẫn đầu trong top 100 blogger 3 tháng liên tiếp, dùng danh nghĩa tình bạn yêu em nhiều lần dẫn đầu. Thời Diều Diều nghe vậy lên tiếng, dù tôi chuyên viết tiểu thuyết, nhưng tôi phải công nhận thành công của chị Cao ngày hôm nay, bởi vì bây giờ tôi cũng đang theo dõi. Quá khủng! Ông chủ, có thể cho biết trước kết thúc của câu chuyện không? Giang Cần nheo mắt, đừng hỏi về cái đó, cuốn sách ấy chẳng liên quan gì tới tôi cả, tôi là Cần trong chuyên Cần, không phải là Cầm trong Cầm thú. Kế tiếp, đến lượt Lộ Phi Vũ. Hiện tại, trang đầu hôm nay và 3 tổ chức truyền thông quốc gia cùng 7 tổ chức truyền thông khu vực đã ký kết hợp đồng hợp tác. Ngoài ra cũng đã ký kết với 3 trường đại học, trong đó có Đại học Lâm Xuyên, tổng cộng 300 sinh viên khoa báo chí, tái tạo sáng tạo từ nguồn tin tức sơ cấp, cực kỳ nổi bật. Thật hay đùa vậy. Tô Nại nghe thấy, mở miệng, lượng xem từ phía Phi Vũ đã đạt đến một nửa đỉnh điểm của diễn đàn, thời gian xem trung bình từ 3 đến 5 giờ, mức độ hoạt động gần với bức tường tỏ tình. Giang Cần quay đầu nhìn Lộ Phi Vũ, khá tốt, phần tự truyền thông này coi như là đã làm lên. Có điều, phong cách gây sốc này sau này hãy cố gắng sử dụng ít thôi. Nhưng nó thực sự rất hữu ích mà, sốc, một người đàn ông trần trụi gặp phải một đám cầm thú, mở ra xem thì thấy là một đứa trẻ trần như nhộng chăn cừu, thật sự là quá tuyệt. Sử dụng cách này để thu hút sự chú ý ở giai đoạn đầu phát triển còn được, nhưng dùng nhiều quá sẽ khiến người ta phản cảm. Phi Vũ, cậu cần phải khai thác sâu hơn giá trị thực sự của tin tức, đó mới là hướng phát triển tương lai. Lộ Phi Vũ nghe xong, lúc đầu có chút sững sờ, sau đó suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Giang Cần quay đầu nhìn Ngụy Lan Lan, Lan Lan, nói về tình hình phân bộ Manti Group đi. Ngụy Lan Lan cúi người về phía trước, hầu hết các cửa hàng ở Lâm Xuyên đã ký hợp đồng tham gia, không còn chỗ nào để mở rộng nữa. Lượng truy cập trong dịp lễ hội năm mới tăng vọt một thời gian, bây giờ lại trở về mức bình thường. Rất tốt, duy trì ở mức bình thường là được, giai đoạn này không nên quá tham. Lam, dịp lễ Nại Nại Tử có bắn pháo bông không, bộ phận kỹ thuật thế nào? Tô Nại nói với vẻ mặt tốt bụng, thiết kế giao diện người dùng đã hoàn thành, hiện tại đang phân tích tính khả thi và xây dựng kế hoạch phát triển dựa trên yêu cầu của cậu. Sau khi nghe xong bài phát biểu của Tô Nại, Đồng Văn Hào không nhịn được mà giơ tay, sếp ơi, bom hạt nhân ngày nghỉ gì đó, nghe có vẻ quá chất rồi, tôi cũng muốn có một cái biệt danh như vậy. Cậu thấy cái tên Nại Nại Tử, bom hạt nhân ngày nghỉ nghe hay à? Tô Nại nhìn y với vẻ không thể tin nổi. Chắc chắn là hay rồi, giống như tên thân mật vậy, rất gần gũi. Tôi nghe nói việc đặt biệt danh là một phong tục ở các công ty lớn.
Giang Cần gật đầu, được, từ giờ cậu là Đổng Văn Hào, vua bếp tập thể. Lộ Phi Vũ giơ tay, sếp ơi, tôi cũng muốn, tôi cũng muốn. Cậu là Lộ Phi Vũ, thanh tú tài tử. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 843, Doanh nghiệp chó tính, 2. Nghe xong, Lộ Phi Vũ suy nghĩ, đây không phải giống cuộc thi sắc đẹp trường học sao, nhưng thực sự cũng không tồi. Là một phóng viên, cái tên này diễn tả được hoàn hảo tính cách không khuất phục trước quyền quý của mình, còn có chút điển trai nữa chứ. Sếp ơi, tôi cũng muốn một cái. Tôi cũng muốn, sếp ơi, tôi cũng muốn, cho tôi một cái thật chất. Giang Cần vội vàng giơ tay ra hiệu để ngăn họ tranh nhau, chuyện biệt danh sẽ bàn sau, tiếp tục báo cáo công việc, đến lượt ai rồi. Đàm Thanh giơ tay, sếp, đến lượt tôi. Công việc với Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên và Quỹ Kim Ti Nam thế nào rồi? Vòng 3 của chiến dịch thương hiệu đã chính thức khởi động, có rất nhiều doanh nghiệp đăng ký, 1/3 trong số đó đến từ các địa phương khác. Nhờ có chúng ta, Lâm Xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư của năm 2010 trong tháng 1. Ngoài ra, thông qua Quỹ Kim Ti Nam cung cấp kênh tài chính cho các thương hiệu lớn. Manti Group chúng ta cũng đã tham gia cổ phần trong một số lượng đáng kể các thương hiệu với tỷ lệ khác nhau. Giang Cần gật đầu, tự nhủ sau hơn một năm vất vả, giờ đây tất cả các bộ phận đều dần chuyển sang giai đoạn hoạt động bình thường. Ít khi phải ra ngoài vất vả như trước, đây là tín hiệu tốt cho sự phát triển của công ty, dù sao thì sự ổn định cũng là điều mọi người mong đợi. Có điều, chính vào lúc này, Đàm Thanh không nhịn được mở lời một lần nữa, còn một chuyện nữa là liên quan đến đội tùy tâm, phần nội dung này là do tôi tự mình điều tra, sếp, cậu có muốn nghe không? Hiệp hội Thương gia Lâm Xuyên và Kim Ti Nam đều thuộc về mặt trận tiền tuyến, vì vậy Đàm Thanh rất dễ dàng tiếp nhận thông tin từ mọi phía. Cô ấy biết, năm 2010 là năm ông chủ chuẩn bị cho Manti Group, nên cô ấy tự nhiên sẽ chú ý đến đội tùy tâm. Khi nghe đến ba từ, đội tùy tâm, căn phòng VIP lập tức trở nên yên lặng, biểu cảm của mọi người cũng từ những tiếng cười đùa trở nên nghiêm túc. Giang Cần nâng ly rượu, đã điều tra rồi thì nói đi. Sau hơn 30 ngày của kỳ nghỉ đông, đội tùy tâm đã triển khai một loạt hoạt động kinh doanh quy mô lớn tại Thượng Hải. Trong đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi chính là nhóm mua tại cửa hàng, mô hình kinh doanh giống hệt với chúng ta, bây giờ ở Thượng Hải đã có chút danh tiếng. Bởi vì họ đã sao chép mô hình kinh doanh mà chúng ta mất một năm để xây dựng, sự phát triển của họ rất nhanh, hiện tại đã bắt đầu lên kế hoạch tiến vào thủ đô. Đổng Văn Hào nhíu mày, nhanh như vậy sao? Họ sử dụng kênh quảng cáo nào? Đàm Thanh ngẩng đầu, họ vừa đến Thượng Hải đã bắt đầu điên cuồng quảng cáo trên truyền hình, giờ nhóm mua đội tùy tâm đã trở nên nổi tiếng, họ còn tuyên bố mình là trang web nhóm mua đầu tiên. Chết tiệt, người giàu thật sự không biết xấu hổ, nghĩ lại lúc chúng ta bắt đầu, đó là hoàn toàn dựa vào sức người mà thôi, còn người ta chỉ việc với tay là có. Giang Cần nhún vai, nghèo mà, làm sao được? Đàm Thanh mím môi, ngoài ra, vì họ gây ra ồn ào lớn, có lẽ đã bị người ta ngửi thấy mùi, vì vậy ngay sau Tết, tại Thượng Hải lại xuất hiện thêm 3 trang web nhóm mua, thủ đô cũng có 2, nhưng hiện tại cái lớn nhất vẫn là đội tùy tâm. Nghe xong, Ngụy Lan Lan nhìn Giang Cần, sếp, rõ ràng là mảng này đã bị người ta để mắt tới, chúng ta cũng nên hành động thôi chứ. Tiền chúng ta có, người chúng ta cũng có, lại còn có hơn 10 nhãn hiệu trụ cột, không cần thiết phải giữ mặt mũi cho đám chó sao chép đâu. Đúng vậy ông chủ, hãy hành động đi, hãy làm cho hắn biết ai mới là cha đẻ của mua chung. Mọi người bắt đầu mở lòng, thật ra họ đã không ưa đội tùy tâm từ lâu rồi, chết tiệt, mang những thứ của chúng ta ra để giả danh lừa bịp, ai chịu nổi chứ. Manti Group là gì? Đó là thứ họ tạo ra sau bao nhiêu sóng gió, anh không hỏi mà tự lấy, đó là ăn cắp. Dù việc làm ăn thường không từ thủ đoạn nào, nhưng ăn cắp mà còn làm ầm ĩ, lên truyền hình, tuyên bố mình là người đầu tiên, thật là quá trơ trẽn. Giang Cần nhìn nhóm người đang kích động, khẽ cười, nâng ly uống cạn rượu, vì mọi người đều muốn làm việc với cả trái tim, thì tôi cũng không ngần ngại nữa, bắt đầu phân công nhiệm vụ giai đoạn đầu năm 2010. Nghe thấy lời này, mọi người trong phòng đều bỏ đũa xuống, sau đó duỗi lưng thẳng tắp, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Giang Cần, không ai không tràn đầy máu nóng. Lan Lan sắp tới sẽ dẫn bộ phận kinh doanh đến thủ đô.
tìm một số công ty có thể cung cấp dịch vụ định vị LBS để thảo luận về việc hợp tác. Chi tiết cụ thể tôi sẽ gửi cho cô qua tài liệu. Ngoài ra, tôi lại nộp đơn xin thực tập ngoài trường đi. Tôi sẽ nhờ hiệu trưởng Trương chính thức ký vào. Cô chuẩn bị đồ đạc, cùng Lan Lan khởi hành. Ngoài việc hỗ trợ Lan Lan thương lượng dịch vụ định vị, cô còn có một nhiệm vụ khác. Chương 844, doanh nghiệp chó tính, 3. Tôi đã chọn một số công ty logistics lớn. Cô đi khảo sát hệ thống quản lý hàng hóa của họ, từ phía trước đến phía sau đều phải hiểu rõ. Đàm Thanh, cô chọn một nhóm từ những người đã trải qua việc phát triển thị trường Zihu, số lượng khoảng từ 30 đến 50, sau đó đặt chân đến các trạm phân phối, hoàn thành hai nhiệm vụ. Thứ nhất, hãy thu nạp những người làm việc ngày qua ngày từ các đội ngũ phát triển thị trường trước đó, ký kết hợp đồng lao động chính thức và thỏa thuận bảo mật. Thứ hai, ở địa phương, mời một vài huấn luyện viên võ thuật, dạy họ kỹ năng đánh nhau và khống chế đối thủ, mỗi ngày tập chạy với trọng tải 5 kg, 3 lần mỗi ngày, vào buổi sáng, trưa và tối, không cần làm việc khác, lương được tính theo mức trung bình của địa phương. Lỗ Phi Vũ tiếp tục quản lý trang đầu hôm nay, Văn Hào tiếp tục quản lý Zihu, Tuyết Mai tiếp tục phối hợp với các bộ phận khác trong nhiệm vụ thiết kế, công việc không thay đổi. Năm mới, hướng đi mới, hy vọng mọi người vẫn như trước, cùng nhau tiến bước. Lời vừa dứt, mọi người đột nhiên ưỡn ngực, rồi liếc nhau một cái, ánh mắt lộ ra chút bối rối. Không phải là để đối phó với đội tùy tâm sao? Vậy thì phải theo đường tắt của Zihu, tiến thẳng vào, phá tan trại địch, bắt giữ chỉ huy của đối phương, thu giữ thị trường với tốc độ chớp nhoáng. Sao lại có cả định vị lẫn logistics? Điều kỳ lạ nhất là, kỹ năng khống chế đối thủ và chạy bộ 5 kg là thế nào? Sếp ơi, chúng ta không đối đầu với đội tùy tâm sao? Cậu nghĩ đội tùy tâm xứng sao? Nó chỉ là mồi nhử giúp chúng ta thu hút sự chú ý, kẻ đích thực đáng để ra tay vẫn còn ở phía sau, hơn nữa cũng sắp xuất hiện ngay thôi. Ngày 6 tháng 3, đến kinh chập tiết thứ 3 trong 24 tiết khí, báo hiệu sấm sét mùa xuân đánh thức những sinh vật đang ngủ yên dưới đất, cũng đồng nghĩa với việc mùa xuân trở lại, mang theo sự sống mới cho muôn loài. Lâm Xuyên, không khí bắt đầu ấm lên, lượng mưa cũng dần tăng lên, báo hiệu mùa cày cấy mới, những cơn mưa xuân liên miên không dứt. Trong khoảng thời gian này, Ngụy Lan Lan đã chọn ra một nhóm cốt cán từ phòng kinh doanh. Đơn xin thực tập ngoài trường của Tô Nại cũng được chấp thuận, 16 người sau khi tập hợp đã cùng nhau lên đường đến thủ đô. Ngụy Lan Lan liên hệ với một công ty GIS tên là Cao Đức, trong khi Tô Nại thì liên hệ với một công ty vận tải gọi là chuỗi cung ứng Viễn Dương. Hai bên cùng triển khai công việc, vừa phối hợp với nhau vừa hoạt động độc lập. Thực ra, trước khi đến, cả hai đều chỉ biết một phần mục đích của chuyến đi này theo lời Giang Cần, đi rồi sẽ biết. Khi họ đến nơi, quan sát và nghiên cứu, cuối cùng họ cũng hiểu mình cần làm gì. Hợp tác với Cao Đức nhằm mục đích thêm chức năng dẫn đường trực tuyến cho ứng, dụng mua sắm theo nhóm, giúp khách hàng dễ dàng nhận biết vị trí cửa hàng, tránh phiền phức khi phải gọi điện hỏi đường, đồng thời giúp khách hàng nhanh chóng biết được khoảng cách từ bản thân đến cửa hàng mục tiêu. Hệ thống này nghe đâu đã được sử dụng tại triển lãm thế giới ở Thượng Hải, Giang Cần cũng chính vì hệ thống này mà đến. Mặt khác, Tô Nại ở chuỗi cung ứng Viễn Dương cũng phát hiện ra một điều thú vị. Công ty này chuyên về thương mại xuất nhập khẩu, sở hữu một khu vực lưu trữ hàng hóa rộng lớn, chứa đựng các loại hàng hóa thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, đa dạng và phong phú. Bao gồm các công việc phức tạp như tiếp nhận hàng, kiểm hàng, đóng gói và vận chuyển, khu vực lưu trữ này lẽ ra phải lộn xộn không thể kiểm soát. Thế nhưng Tô Nại phát hiện ra thực tế không phải như vậy. Họ có một hệ thống quản lý vận tải hàng hóa riêng, bộ phận thượng nguồn tiến hành nhập liệu, còn bộ phận hạ lưu thì kiểm tra và tiếp nhận. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giảm bớt chi phí nhân lực. Sau khi quan sát khoảng 3 ngày, Tô Nại đã hiểu rõ. Ông chủ hy vọng cô ấy có thể phát triển một hệ thống quản lý sản phẩm phù hợp với mô hình Multi Group, dựa trên hệ thống quản lý vận tải hàng hóa của họ. Sau khi hệ thống được đưa vào hoạt động, các nhà buôn có thể tự mình đăng tải sản phẩm hoặc dịch vụ mà cửa hàng của họ kinh doanh qua giao diện quản lý thương mại của Multi Group, đồng thời có thể thay đổi thông tin về hàng tồn kho, số lượng bàn, giờ kinh doanh bất cứ lúc nào. Cần biết rằng, trước đây việc nhập liệu thông tin cửa hàng đều do bộ phận kỹ thuật thực hiện. Hiện nay, một số website mua sắm theo nhóm mới được triển khai cũng tiếp nối mô hình này, chủ động thu thập thông tin từ các nhà buôn.
sau đó sắp xếp kỹ thuật viên của mình thực hiện công việc đăng tải thông tin cho những nhà buôn một cách thủ công. Vài chục hay vài trăm cửa hàng thì còn quản lý được, nhưng với sự mở rộng của thị trường, công việc này sẽ tăng gấp đôi. Các bạn đang nghe chuyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 845, Kỷ Nguyên Mua Sắm Theo Nhóm Đã Đến, 1. Một thành phố có bao nhiêu nhà buôn? 10 thành phố thì sao? Còn 100 thành phố? Khi anh mở rộng ra toàn quốc, anh cần bao nhiêu nhân lực để cập nhật thông tin của những nhà buôn này mỗi lúc? Nhưng một khi Manti Group phát triển một hệ thống quản lý sản phẩm độc quyền dựa trên hệ thống quản lý hàng hóa của chuỗi cung ứng xa xôi, những khâu phức tạp và rườm rà trước đây sẽ được giao phó cho chính các nhà buôn. Cho phép các nhà buôn tự đứng làm thượng nguồn, trực tiếp thông qua giao diện quản lý thương mại của Manti Group để hiển thị thông tin của mình cho khách hàng hạ lưu, quả thực là một tình huống đôi bên cùng có lợi. Các kế hoạch của ông chủ làm xong từ lúc nào, tôi hơi bị sốc đấy. Tôi cũng đột nhiên hiểu ra tại sao ông chủ không vội vàng ra trận. Trong khách sạn Hilton ở thủ đô, Tô Nại và Ngụy Lan Lan trao đổi về những thành quả thu được trong những ngày qua, trong lòng họ chấn động mãnh liệt. Phải, dù là dịch vụ định vị hay hệ thống quản lý sản phẩm, cho tới nay vẫn chỉ là ý tưởng ở tầng lớp khái niệm. Nhưng ngay cả kẻ ngốc cũng biết, khi ý tưởng này được hiện thực hóa, thì thật sự có thể khiến người ta phát điên. Đội tùy tâm sao chép mô hình kinh doanh của Manti Group dám giao oai khắp thị trường quốc gia, nhưng họ chắc chắn không biết rằng Manti Group mà họ sao chép chỉ là phiên bản đầu tiên. Ông chủ đã kìm hãm sự phát triển của Manti Group suốt một năm qua, cho đến bây giờ mới lộ ra bộ răng thật sự. Họ không thể tưởng tượng nổi, khi Manti Group bước vào chiến trường, những trang web mua theo nhóm giống như đội tùy tâm sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Thông tin quá nhiều, có nên báo cáo lại một chút không? Có lẽ nên báo cáo. Ngụy Lan Lan lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Cần, alo, sếp à. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cô ấy chợt lóe lên. À, là sếp bà à, tôi nhớ sếp bà quá, tiếc là chúng tôi đi quá vội, không kịp gặp mặt. Đúng, tôi muốn báo cáo công việc với ông chủ. Được, vậy tôi sẽ đợi một chút. Tô Nại nhìn Ngụy Lan Lan, có chuyện gì vậy? Ngụy Lan Lan hạ giọng xuống, sếp ông dẫn sếp bà đi du xuân rồi, bây giờ đang trên cây. Trên cây? Sếp bà nói muốn ăn loại trái chua trên cây, sếp ông liền trèo lên. Ngụy Lan Lan nói rồi bấm loa ngoài. Đúng lúc này, từ phía bên kia đột nhiên truyền đến một trận tiếng gió vi vu, tiếp theo là một tiếng á đau, đậu má, cả thế giới như chợt lắng đọng. Ngụy Lan Lan và Tô Nại nín thở, không dám thở mạnh, không biết mình có cơ hội được tham gia bữa tiệc hay không. Nhưng rất nhanh, giọng nói của Giang Cần đã vang lên từ điện thoại. Lan Lan à, có chuyện gì vậy? Sếp, cậu không sao chứ? Tôi ổn, chỉ là da có chút chảy, không sao cả. Có chuyện gì thì cứ nói. Ngay sau đó, Ngụy Lan Lan và Tô Nại đã kể lại những gì họ quan sát và phát hiện trong những ngày qua, bao gồm cả ý tưởng về việc định vị các nhà buôn và hệ thống quản lý hàng hóa. Giang Cần hoàn toàn khẳng định những gì hai người họ nói, nhấn mạnh rằng họ cần giữ bí mật tuyệt đối, không được để lộ thông tin. Nếu cuộc hợp tác được ký kết, họ phải lập tức quay về, Tô Nại cũng vậy, phải nhanh chóng quay lại công việc sau khi đã hiểu rõ hệ thống. Sau khi cúp điện thoại, Giang Cần ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy những dãy núi trùng điệp, cảnh đẹp không sao tả xiết. Đây là một ngọn núi nhỏ bên cạnh ngoại ô phía Tây, cảnh đẹp vào đầu mùa xuân rất tuyệt. Hôm nay hắn đặc biệt đưa Phùng Nam Thư ra đây để thư giãn. Nếu như không rơi xuống từ trên cây, ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày hoàn hảo. Nhưng khi hắn quay lại nhìn tiểu phú bà, thấy đôi mắt ướt át của cô đang lấp, lánh, tay nhẹ nhàng che vết thương cho hắn. Đau không? Đau chứ, ai bảo cậu tham ăn, còn muốn ăn táo nữa không? Phùng Nam Thư vội vàng lắc đầu, ánh mắt đẫm lệ, em không ăn nữa đâu. Giang Cần mở tay, bày ra một nắm táo chua, tiếc quá, mình đã hái được rồi. Giang Cần, anh là người tốt, cậu ăn thử một quả rồi hãng nói mình có tốt không. Phùng Nam Thư nhận lấy quả táo, cắn một cái rồi lập tức lè lưỡi ra, rõ ràng là bị vị chua làm cho không chịu nổi. Giang Cần cười khẽ hai tiếng, tự hỏi ai biết được, trong khi thị trường mua sắm nhóm đầy khói lửa, chiến sự lan rộng. Người chiến thắng cuối cùng lại thong thả leo cây trên núi,
đùa giỡn với người bạn dễ thương của mình, hoàn toàn như không có chuyện gì. Cái gọi là tầm nhìn có lẽ chính là, dù phải đối mặt với chiến tranh, vẫn giữ được tâm trạng nhẹ nhàng, thoải mái. Có nhiều gai nhỏ ở chỗ đó lắm, chân cậu có bị thương không? Phùng Nam Thư lắc đầu với vẻ mặt ngơ ngác, không có đâm vào. Cậu chắc chứ? Sao không kiểm tra lại đi, biết đâu được đấy. Giang Cần thẳng thừng tháo dây giày của tiểu phú bà, cởi bỏ đôi giày thể thao, để lộ ra một bàn chân nhỏ được bọc bởi tất bông trắng, vẻ mặt nghiêm túc như một bác sĩ. Chương 846, kỷ nguyên mua sắm theo nhóm đã đến, 2. Ông chủ lớn có tài sản hàng triệu, không thích golf, không thích cưỡi ngựa, không thích du thuyền, chỉ thích những thú vui tầm thường đến thế. Trong khi đó, công việc của Ngụy Lan Lan và Tô Nại ngày càng đi sâu, nhân sự chủ chốt của bộ phận tiếp thị được Đàm Thanh chọn lựa đã đến các thành phố lớn, sử dụng 3 ngày để mời lại những người từng làm quảng bá cho Jihu, ký kết hợp đồng chính thức. Sau đó, họ còn tuyển một số huấn luyện viên võ thuật, hàng ngày dẫn dắt nhóm này tập luyện cùng nhau. Các hoạt động bao gồm hành quân mang theo vật nặng, luyện tập kỹ năng đối kháng, cũng như chiến đấu một đối một và một đối nhiều. Những người được tuyển dụng cũng thấy rất lạ lùng, tự hỏi học những kỹ năng này làm gì, chẳng lẽ sau này còn phải đánh nhau sao? Chiến đấu một đối một thì còn đỡ, dù gì đấm loạn cũng có thể đánh gục thầy tu, nhưng một đối nhiều là thế nào? Đây là muốn hỗn chiến sao? Đậu má! Phải biết rằng, mỗi đội phát triển thị trường ở từng thành phố ít nhất cũng từ 10 người trở lên, nếu là một đối N thì mỗi người sẽ có N đối thủ, tức là một tình huống 11N. Đây có phải là công việc nghiêm túc không? Dù trong lòng có nghi ngờ, nhưng hàng ngày chỉ cần tập luyện thể chất đã có thể nhận lương, ai dám nói không hấp dẫn. Vì vậy, tất cả mọi người đều rất nhiệt tình. Như vậy, sau nửa tháng tập luyện, đội ngũ phát triển thị trường đã tiến bộ thần tốc, chiến đấu một đánh N có thể là giả. Nhưng nếu đối đầu với những người không luyện tập, một đánh hai có lẽ không phải vấn đề lớn. Hơn nữa, không ít người đã tập luyện ra cơ bắp, thân hình ngày càng tốt hơn, tinh thần cũng trở nên hăng say. Cuối tháng 3, lúc 6 giờ sáng, nhiệt độ ở Hàng Thành chỉ mới 12 độ, tiết trời buổi sáng còn khá lạnh. Nhóm nhân viên của chi nhánh Hàng Thành đang thực hiện bài tập luyện chạy 5 cây số có gánh nặng. Khi đi qua một cây cầu, họ bất ngờ nghe thấy tiếng người rơi xuống nước. 13 người trong nhóm vội vàng tiến lại gần, phát hiện một cô gái đang cố tự tử, lập tức cởi bỏ gánh nặng, lao xuống nước để cứu người. Cuối cùng, họ được trao tặng lá cờ thưởng, còn xuất hiện trên tin tức địa phương. Sau khi biết về sự việc, Giang Cần đặc biệt gọi điện để thăm hỏi, cũng trao tặng tiền thưởng cho những người đã tham gia cứu hộ. Mọi thứ tiếp tục diễn ra một cách có tổ chức và trật tự. Mặc dù thỉnh thoảng có những sự cố bất ngờ xảy ra, nhưng đa số đều là tin tốt. Trong khi đó, thị trường mua sắm theo nhóm trên toàn quốc cũng đang thay đổi không ngừng. Sau Tết, đội Tùy Tâm bắt đầu mở rộng sang thị trường Thượng Hải, giờ đây đã vững chân, bắt đầu tiến vào thủ đô như kế hoạch của Diệp Tử Khanh. Chỉ là thị trường mua sắm theo nhóm giờ đây không chỉ có mỗi đội Tùy Tâm. Trang web nắm tay ra mắt vào giữa tháng 3, trước khi đội Tùy Tâm kịp phản ứng, đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường thủ đô. Mời các đại gia làm người đại diện, quảng bá cho việc mua sắm theo nhóm trên nắm tay. Giải thích, các đại gia là diễn viên cắt ưu. Hết giải thích. Wowness sau đó ra mắt, thiết lập một trung tâm mua sắm trực tuyến, trong vòng 3 ngày đã ký hợp đồng với hơn 100 nhà cung cấp ở Thượng Hải. Tiếp theo, 24 khoản, Cao Bằng Net, Hết Chỗ Net, đội nhóm mua hàng đầu, hội giảm giá, đội nhất ổ, hàng tốt mỗi ngày. Tiết kiệm giúp bạn và hơn 100 trang web mua sắm theo nhóm khác mọc lên như nấm sau mưa, còn có nhiều công ty Internet tiếp tục trên đường xây dựng trang web của mình. Kỷ nguyên mua sắm theo nhóm đã đến. Hôm nay lại có một trang web mua sắm nhóm mới được ra mắt. Bao nhiêu trang rồi? 13 trang, trong đó có 3 trang ở Thượng Hải, 1 trang ở thủ đô và 9 trang ở các khu vực khác. Hơn nữa, còn có tin đồn, lời bình đại chúng, một trang web chuyên về dịch vụ cuộc sống cũng sẽ gia nhập cuộc chơi. Ngày 29 tháng 3, trong phòng họp ở chi nhánh Thượng Hải của đội Tùy Tâm, Diệp Tử Khanh, Chu Trấn Hảo và Thôi Y Đình đang nghiên cứu thông tin phản hồi từ thị trường, không khí có phần nặng nề. Họ định trước khi tháng 3 kết thúc sẽ đến thủ đô chuẩn bị, sau đó tận dụng mùa xuân để mở rộng kinh doanh ở thủ đô. Nhưng không ai ngờ, một trang web mua sắm nhóm có tên là Nắm Tay lại đột ngột ra mắt ở thủ đô, khiến họ bất ngờ không kịp trở tay.
Việc này cũng giống như bạn đang chơi một trò chơi phiêu lưu, bất ngờ trước mặt xuất hiện một con boss chặn đường, khiến bạn không thể tiến lên được. Có điều việc gặp phải boss không phải là vấn đề lớn, kinh doanh chắc chắn sẽ có cạnh tranh, Diệp Tử Khanh cùng đồng đội không hề sợ hãi. Đội tùy tâm phát triển, nhanh, tham gia sớm, cho dù có ai muốn cạnh tranh thì đã sao? Chẳng lẽ họ không thể đương đầu sao? Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 847, Giang Cần không đủ tư cách xưng tên. 1. Boss thì thế nào chứ? Dù boss có nhiều máu, kỹ năng mạnh đến mấy, kết cục cuối cùng vẫn là bị nhân vật chính đánh bại, không có ngoại lệ, vì vậy họ không cảm thấy lo lắng. Nhưng điều khiến họ không thể ngờ tới là, trong lúc đối mặt với boss phía trước, một trang web mua sắm nhóm khác tên là Wownet bất ngờ đặt chân đến Thượng Hải, lén lút đánh cắp hơn 100 hợp đồng ngay dưới mắt họ. Sau khi biết được tình hình này, họ buộc phải rút lui khỏi thủ đô, quyết định ổn định lại thị trường ở Thượng Hải trước. Phải biết rằng, họ chỉ bắt đầu thâm nhập Thượng Hải từ tháng 1, chỉ trong vòng 3 tháng, số lượng trang web cùng loại đã tăng vọt lên tới 300 trang. Chỉ riêng các thành phố lớn, số lượng trang web mua sắm nhóm đã vượt qua con số 100. Đúng, cuộc đua này chắc chắn sẽ có đối thủ cạnh tranh, điều này là không thể phủ nhận, bởi không chỉ có họ nhìn thấy cơ hội. Không ai có thể ngờ rằng đối thủ của họ lại tăng lên theo cấp số nhân, số lượng lớn đến nỗi người ta không thể nào nắm bắt hết được, thậm chí không kịp nhìn qua. Điều này rõ ràng đã vượt ngoài dự đoán của họ. Đề nghị của tôi là giữ quản lý Thái ở thủ đô, tiếp tục phát triển kinh doanh. Mặc dù sẽ chậm hơn một chút, nhưng ít nhất chúng ta có thể làm tốt việc chuẩn bị. Sau khi chúng ta ổn định được thị trường Thượng Hải, sẽ trực tiếp hợp nhất với quản lý Thái, có thể tiết kiệm được rất nhiều rắc rối. Tử Khanh nói có lý. Chu Trấn Hào gật đầu, bày tỏ sự đồng ý. Thôi Y Đình lúc này cũng lên tiếng, thực ra để ổn định thị trường Thượng Hải không cần tất cả chúng ta đều ở đây. Tử Khanh, Trấn Hào, hai người ở lại đây, tôi sẽ đi thâm quyến sau ngày mốt để khảo sát thị trường. Được, vậy chúng ta cùng nhau hợp sức, trước tiên tranh thủ về số lượng. Nghe cuộc trò chuyện của họ, Lưu Nhân ngồi ở góc sau của phòng họp không nhịn được mà ngẩng đầu lên, sau đó khẽ ngáp một cái. Cô ấy không tham gia đội tùy tâm, mà đến đây dưới danh nghĩa đi cùng bạn thân. Dù Lưu Nhân không mấy quan tâm đến công việc, nhưng lại sợ một mình sẽ buồn chán, nên đến Thượng Hải sống một thời gian cũng không tệ. Hơn nữa, cô ấy thực sự muốn biết phán đoán của cha mình có đúng hay không. Từ tháng 1 đến cuối tháng 3, trong vòng 2 tháng, cô ấy đã chứng kiến sự trỗi dậy của đội tùy tâm, mỗi lần đều nghe họ cảm thán, quá trôi chảy, quá mượt mà, chắc chắn sẽ thắng. Kết quả bây giờ, đội tùy tâm tiến triển mượt mà đến nay cuối cùng cũng gặp phải sóng gió đầu tiên. Nắm tay, Wownet, 24 khoản. Mọi người xem, mặc dù quy tắc và mức độ ưu đãi không giống nhau, nhưng hệ thống và mô hình trang web của họ hoàn toàn giống với chúng ta, thật là không biết xấu hổ. Chu Trấn Hào có phần buồn cười lẫn tức giận, liên tục đập bàn, từ đầu tôi đã biết sẽ có người sao chép trang web của chúng ta. Nhưng thế này quá giống luôn, chẳng phải là công khai sao chép của chúng ta sao? Thôi Y Đình cũng không nhịn được mà bật cười, cạnh tranh trong nước chính là như vậy, thật sự hơi kém cỏi một chút. Nghe được câu này, Lưu Nhân không nhịn được mà ngẩng đầu lên, đó không phải là của các cậu, tất cả các cậu đều đang sao chép của Giang Cần. Tiếng vọng vừa dứt, không gian bỗng chìm vào im lặng. Chu Trấn Hào và Thôi Y Đình không nhịn được mà liếc nhìn cô ấy một cái, rồi lại tiếp tục như không nghe thấy gì, mỗi người mải mê với tập tài liệu trước mặt. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Lưu Nhân không nhịn được mà lắc đầu. Khi đội tùy tâm mới đến Thượng Hải đã tuyên bố mình là website mua sắm theo nhóm đầu tiên ở Trung Quốc, Lưu Nhân đã từng nói với Diệp Tử Khanh rằng họ đã quá lố. Lấy mô hình và hệ thống của chú tôi ra mô phỏng cũng đành, còn muốn cướp mất cái danh hiệu đầu tiên kia, không phải là bắt nạt người già neo đơn sao. Nhưng sau cùng, ba người thảo luận mãi, vẫn quyết định đưa ra quảng cáo truyền hình với dòng chữ website mua sắm theo nhóm đầu tiên ở Trung Quốc, bởi vì cái tên đầu tiên có giá trị quảng cáo quá lớn. Nhìn xem, kẻ lừa đảo cũng giống như vậy, lừa dối mãi rồi cuối cùng cũng lừa dối chính mình, thật sự coi mọi thứ như là của mình vậy. Dĩ nhiên, Lưu Nhân không phải đang nói rằng bạn thân của mình là kẻ lừa đảo, chỉ là càng ngày càng thấy Chu Trấn Hào không vừa mắt mà thôi. Nhân nhân,
Diệp Tử Khanh nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, Giang Cần bây giờ đang làm gì nhỉ? Nghe thấy câu hỏi này, Chu Trấn Hào và Thôi Y Đình cũng dừng động tác trong tay, một lần nữa nhìn về phía Lưu Nhân. Giang Cần còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ, không có tầm nhìn, không thấy được tương lai tươi sáng của việc mua sắm theo nhóm, đó là lời của Chu Trấn Hào lúc trước. Chương 848, Giang Cần không đủ tư cách xưng tên, 2. Chính vì câu nói đó, Diệp Tử Khanh đã từ bỏ ý định thuyết phục Giang Cần tiếp tục làm Manti Group, thay vào đó, cô ta quyết định gia nhập đội Tùy Tâm, tự mình khai phá một thế giới rộng lớn. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác, khắp cả nước có hơn 300 website mua sắm theo nhóm mọc lên như nấm sau mưa. Mỗi người một phương pháp chiến đấu mà cũng đồng thời cướp đất, cảnh tượng náo nhiệt như thể thế chiến thứ nhất. Họ cảm thấy trong tình hình như vậy, dù Giang Cần còn trẻ, dù không có tầm nhìn, chắc chắn cũng phải nhận ra việc mua sắm theo nhóm là một lĩnh vực đầy triển vọng. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra phía trước, nhưng khi thấy mọi người xung quanh đều lao tới tranh nhau, phản ứng đầu tiên của anh chắc chắn là phía trước có thứ gì đó tốt, đúng không? Dù anh không biết thứ đó là cái gì, nhưng anh đuổi theo chắc chắn là không sai, phải không nào? Vì thế, trong mắt họ, khi Giang Cần thấy trên thị trường bỗng nhiên xuất hiện thêm vài trăm trang web mua sắm theo nhóm, hắn chắc chắn sẽ hoang mang, sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, có lẽ giờ đây đang hối hả lên kế hoạch cho việc ra mắt dịch vụ mua sắm theo nhóm. Tôi cũng không biết chú ấy đang làm gì, nhưng tôi có thể hỏi xem. Lưu Nhân lấy điện thoại ra, đăng nhập QQ, sau một lúc thì ngẩng đầu lên, chú ấy nói mình đang học hành làm chú ấy vui vẻ. Chu Trấn Hào, Diệp Tử Khanh và Thôi Y Đình nhìn nhau rồi không nhịn được cười, nghĩ thầm phản ứng của người này thật là chậm chạp, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một sinh viên mà thôi. Thực tế, Giang Cần đúng là đang ở trong lớp học, trong suốt một tháng qua, hắn gần như đạt được sự chuyên cần tuyệt đối, khiến cho cả lớp đều có phần khó tin. Chuyện lớn đây, kẻ trốn học như điên bỗng dưng không trốn học nữa, đây là mặt trời mọc từ phía tây sao? Lão Giang, có chuyện gì buồn bã thì chia sẻ với anh em, để mọi người vui vẻ một chút. Tào Quảng Vũ thể hiện sự quan tâm chu đáo. Giang Cần quay đầu nhìn y, tôi còn trẻ mà đã sở hữu vài chục triệu, đeo đồng hồ Patek Philippe, tôi có gì phải buồn. Cái đệch, đã bảo đừng chọc tôi, đi chỗ khác mà chơi, tôi là sinh viên, tôi mê học hành có gì sai à? Đang nói chuyện, giáo sư trên bục giảng đột ngột gọi tên Giang Cần, trả lời câu hỏi này. Giang Cần tự tin đứng dậy, chọn A. Ngay khi lời nói kết thúc, mọi người trong lớp đều không nhịn được mà nhìn về phía hắn. Ánh mắt chứa đầy sự ngạc nhiên, như thể họ hoàn toàn không ngờ rằng câu trả lời của Giang Cần lại mạch lạc và rõ ràng đến thế. Giáo sư già nhếch mép, đây không phải là câu hỏi trắc nghiệm đâu, ngồi xuống đi. Đặc điểm của lãi suất như một chỉ báo trung gian trong chính sách tiền tệ là tính kiểm soát cao, dễ đo lường, nhưng lại dễ bị nhiễu. Em cần phải chú ý nghe giảng trên lớp. Vâng, thưa giáo sư. Giang Cần mỉm cười ngồi xuống, trong lòng tự hỏi không phải câu hỏi trắc nghiệm thì đã sao. Quan trọng là dám đứng lên trả lời câu hỏi, bộc lộ sự dũng cảm. Chứng kiến cảnh tượng này, Trang Thần ngồi phía sau bên phải không nhịn được mà bĩu môi, bây giờ cả nước đều đang làm web mua chung. Nghe nói riêng ở Thượng Hải và Thủ Đô đã có hơn 100 trang web mua chung, Manti Group năm ngoái không phải cũng khá ngầu sao, kết quả bây giờ cũng chỉ là rác rưởi. Giản Thuần không nhịn được liếc y một cái, vậy thì sao? Điều đó chứng tỏ hắn chỉ hào nhoáng bên ngoài thôi, Thuần Thuần, đừng nhìn hắn ở Lâm Xuyên làm mưa làm gió. Trông có vẻ huy hoàng lắm, nhưng một khi nhìn ra cả nước, người như hắn thậm chí không đủ tư cách xưng tên. Sau khi nói xong, Trang Thần lại thêm một câu, kinh doanh thực sự là cuộc chơi của vốn, trong mắt những ông lớn thực thụ, Giang Cần không khác gì kẻ bán đệm lót giày ven đường. Vì vậy tớ hy vọng cậu đừng quá coi trọng ánh hào quang của hắn. Sau giờ học buổi trưa, Giang Cần rời khỏi tòa nhà giảng đường, đến cơ sở khởi nghiệp 208. Giáo sư Nghiêm đang đứng đợi trước cửa 208, đùa nghịch với con mèo béo phì như lợn, Phú Quý. Khi thấy hắn bước vào, ông ấy lập tức đứng dậy. Giang Cần, em có biết bây giờ trong nước đã có hơn 300 trang web mua chung không? Giang Cần gật đầu, biết, em có xem tin tức. Giáo sư Nghiêm nhìn cậu, em thật sự không định tiếp tục làm nhóm mua nữa sao? Việc này quá tốn kém, thầy xem họ chiến đấu ác liệt thế nào, em chỉ là một sinh viên đại học bình thường, theo kịp họ thì chẳng còn sót lại mảnh xương nào.
em dễ hài lòng như vậy sao? Giang Cần gãi gãi đầu, nói, chỉ cần đủ ăn đủ uống là được, em là người khá bình dân, nhiều thứ mà người người đều muốn, em lại không muốn tranh đấu. Giáo sư Nghiêm im lặng một lát rồi gật đầu, cũng tốt, biết đủ mới có thể luôn vui vẻ, thầy. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 849, Giang Cần không đủ tư cách xưng tên, 3. Giáo sư thở dài, cái gì vậy? Tôi chỉ cảm thấy với khả năng và phương tiện của em, thành tựu của em không chỉ dừng lại ở đây. Giang Cần cười một tiếng, không phải em vẫn còn di hu sao? Giáo sư Nghiêm nhìn hắn một cái, diễn đàn của em làm không tồi, chỉ tiếc là thực sự không có nhiều kênh để tạo ra lợi nhuận, đó là điều đáng tiếc nhất. Đừng lo, giáo sư Nghiêm, chờ em mở rộng kinh doanh một chút, tìm cơ hội đưa Jihu lên sàn, lúc đó chúng ta sẽ có của cải tràn trề, biệt thự của giáo sư cũng không thiếu. Tôi chưa bao giờ nói muốn biệt thự của em. Giang Cần sững sờ một chút, ồ, đây là 208, chẳng trách giáo sư có nguyên tắc. Giáo sư Nghiêm phì một ngụm nước bọt, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, thằng danh này, đừng có lôi ta xuống bùn. Thấy giáo sư Nghiêm rời khỏi 208, Giang Cần đứng dậy pha một tách trà, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Chào mừng quý vị đến với chương trình tập trung vào khởi nghiệp lần này. Khách mời của chúng tôi là Giang Cần, ngôi sao học tập đầu tiên của Đại học Lâm Xuyên và cũng là một doanh nhân trẻ nổi tiếng của Lâm Xuyên. Giang Cần, chào bạn, chào người dẫn chương trình, chào tất cả mọi người, tôi là Giang Cần. Hãy nói về Jihu, đến nay, nghe nói lượng người dùng của Jihu đã đạt tới hàng chục triệu. Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày cũng vào khoảng 3 triệu. Đúng vậy, Jihu hiện là trang web mạng xã hội học đường lớn nhất trong nước. Bạn đã làm thế nào để đạt được điều đó? Tôi nghĩ rằng sự thành công của Jihu xét đến cùng cũng là nhờ vào đội ngũ của chúng tôi, bản thân là sinh viên đại học, chúng tôi hiểu rõ sinh viên cần gì hơn. Nghe nói trong khi bạn khởi nghiệp trang web Jihu, bạn còn thành lập một trang web mua sắm theo nhóm, gọi là Manti Group. Hiện tại, ngành công nghiệp mua sắm theo nhóm đang rất thịnh hành, bạn có gì muốn chia sẻ với mọi người không? Trong quá trình phát triển Jihu, chúng tôi từng gặp phải vấn đề thiếu hụt vốn trong một thời gian. Kế hoạch cho Manti Group được xác định trong khoảng thời gian đó, chúng tôi thông qua việc chuyển đổi lưu lượng truy cập thành doanh thu để nuôi dưỡng Jihu, từng bước một phát triển đến ngày nay. Nói cách khác, Manti Group được sử dụng như một công cụ để nuôi dưỡng Jihu, phải không? Ừm, Manti Group có thể nói là đã nuôi dưỡng Jihu trong một ý nghĩa nhất định. Vậy bây giờ, với sự bùng nổ của mua sắm theo nhóm trên toàn quốc, bạn có ý định tiếp tục phát triển dự án này không? Trong kế hoạch hiện tại của tôi không có lựa chọn này, dù sao tôi chỉ là một sinh viên, khả năng, tài chính và năng lượng đều khá hạn chế. Đầu tháng 4, bầu trời bên ngoài cửa sổ u ám, mưa nhỏ kéo dài từ sáng sớm, cả Đại học Lâm Xuyên đều chìm trong cảnh mưa xuân mịt mờ. Lúc này, trong căng tin của Đại học Lâm Xuyên đang phát video Giang Cần tham gia cuộc phỏng vấn tin tức một thời gian trước. Trong màn hình, ngôi sao học tập Giang Cần đang ngồi trên sofa, ăn mặc lịch lãm trong bộ vest, đang trò chuyện tự tin với nữ MC mặc quần tất đen. Khuôn mặt hắn tràn đầy nụ cười khiêm tốn và ấm áp. Vãi, nhìn xem, tôi đẹp trai thế này cơ mà. Tào Quảng Vũ trong lòng không thoải mái, đúng là cậu đẹp trai đấy, còn tôi, mẹ kiếp, trong khoảng thời gian này, bị chọc cho gầy cả thằng người đi đây này. Giang Cần nhìn về phía đĩa của mình, vậy cái đùi gà này. Đừng mơ, dù không ăn nổi tôi cũng phải cố ăn. Kế hoạch của Giang Cần không thành, đành phải ngẩng đầu tiếp tục xem TV trong căng tin, thưởng thức mỗi động tác của bản thân mình. Gần đây, ngoài việc học, hàng ngày hắn đều tiếp nhận một số cuộc phỏng vấn, bởi vì cơn sốt mua sắm theo nhóm đã bắt đầu nổi lên, vì vậy các MC trong khi phỏng vấn, ít nhiều cũng sẽ hỏi về chuyện Manti Group. Dù sao, trong mắt họ, hiện nay có rất nhiều người tham gia mua sắm theo nhóm, thì Giang Cần, người đã bắt đầu xây dựng hệ thống mua sắm theo nhóm từ năm 2008, chắc hẳn có nhiều điều muốn nói. Phản ứng của Giang Cần thường là, tôi là sinh viên, tôi không có tiền, tôi sợ hãi. Mọi người cũng hiểu cho tâm trạng này của hắn, bởi vì thị trường mua sắm theo nhóm hiện nay thật sự quá khốc liệt. Đến nay, số lượng website mua sắm theo nhóm trong nước đã đạt hơn 600, các quảng cáo đa dạng, chiếm lĩnh trên nhiều chương trình truyền hình khác nhau.
Từ tháng 3 đến tháng 4, sau một tháng tranh đấu, một số trang web mua sắm theo nhóm đã dần dần trở nên nổi tiếng. Đầu tiên là nắm tay, nhờ vào nguồn vốn dồi dào, quảng cáo mạnh mẽ, mượt mà xâm nhập thị trường của 4 thành phố lớn tuyến 1, không ngừng nuốt chửng số lượng cửa hàng. Tiếp theo là đội Tùy Tâm, được mệnh danh là website mua sắm theo nhóm đầu tiên của quốc gia. Họ áp dụng mô hình hợp tác chi nhánh, phái cử nhân sự tại mỗi thành phố. Số lượng nhóm nhanh chóng vượt qua con số nghìn, từ Bắc chí Nam đều là nhân viên của họ. Chương 850, ra tay đi, 1. Cuối cùng là Wallnet, họ áp dụng chiến lược lệch lạc hơn, đó là hợp tác với nhà mạng viễn thông, trực tiếp gửi quảng cáo vào điện thoại của người dùng. Ngoài ra, các phiếu giảm giá mua trên Wallnet cũng sẽ được gửi đến điện thoại của người dùng qua tin nhắn, mở ra một kỷ nguyên tiêu dùng mới với việc chỉ cần hiện mã SMS để nhận ưu đãi. Hồi đầu tháng 3, những trang web mua chung này mỗi nơi vẫn giữ vững lãnh thổ của mình, dù muốn mở rộng nhưng vẫn tập trung củng cố mảnh đất nhỏ của mình. Thế nhưng, không lâu sau, thị trường trở nên bão hòa, hàng trăm công ty lập tức rơi vào cuộc chiến không có hồi kết. Cuộc chiến này diễn ra như thế nào? Đốt tiền. Quảng cáo đã được tung ra hết, việc giữ chân khách hàng trở thành ưu tiên hàng đầu. Anh giảm giá 20% à? Được, tôi giảm 30%, anh giảm 30% à? Vậy tôi cứ giảm 40%. Vào tháng 4, nắm tay đã trực tiếp tung ra ưu đãi giảm 60%, thậm chí còn có thêm ưu đãi cho thành viên, giống như đang phát miễn phí vậy. Khiến người tiêu dùng vui sướng đến mức không thể nào ngậm miệng lại được, tự hỏi điều này có thực sự ổn không. Nhưng vấn đề là anh giảm giá, người khác cũng giảm giá, người dùng chỉ đơn giản chạy theo ai rẻ hơn, không hề có chút gì gọi là lòng trung thành. Vậy anh có thể ngừng giảm giá không? Không, bởi nếu anh ngừng giảm giá, anh chẳng còn gì cả. Vì vậy, cuộc chiến giành thị trường này biến thành cuộc chiến tiêu hao vốn, việc dùng tiền để đổi lấy thị trường đã trở thành quy tắc ngầm của ngành. Nhưng như vậy không thể kéo dài mãi được, vì thế, các trang web mua chung nổi tiếng nhất hiện nay đều đang tìm cách huy động vốn và tìm cách giết chết đối thủ. 3 giờ chiều, mưa nhỏ chưa tạnh, không khí hơi lạnh. Trong hành lang chờ của sân bay Lâm Xuyên, Giang Cần đang cầm hai bó hoa đón đội ngũ Ngụy Lan Lan và Tô Nại từ thủ đô trở về. Đi được 2 tháng, họ trông gầy đi nhưng ánh mắt lại vô cùng sáng ngời, chỉ cần nhìn là biết đã thu được nhiều thành quả. Các cô, đã vất vả rồi. Không vất vả đâu sếp, đều là những việc chúng tôi nên làm. Đi thôi, đến tụ tiên lâu, tôi sẽ tổ chức tiệc đón gió tẩy trần cho các cô. Từ sân bay Lâm Xuyên đến tụ tiên lâu, nhân viên đi cùng được sắp xếp ở phòng bên cạnh. Trong khi đó, Giang Cần cùng với Ngụy Lan Lan và Tô Nại bước vào phòng riêng mà tụ tiên lâu đã dành riêng cho họ. Vừa vào phòng, Ngụy Lan Lan đã lấy từ túi ra một bản hợp đồng là thỏa thuận ủy quyền độc quyền từ Cao Đức. Còn Tô Nại thì lấy ra một quyển sổ tay, bên trong chứa ghi chép về chuyến thăm dò chuỗi cung ứng Viễn Dương của cô ấy, cùng với những suy nghĩ về hệ thống quản lý hàng hóa. Sau khi lướt qua, Giang Cần mỉm cười, thắng được một nửa rồi, tôi còn thấy sợ hãi thay cho họ. Cần làm gì tiếp theo? Tô Nại không nhịn được mà hỏi. Hệ thống quản lý hàng hóa mất bao lâu mới hoàn thành? Tôi đã sắp xếp ý tưởng rõ ràng, nhưng để tạo ra sản phẩm chín mùi, tôi cần khoảng 3 tháng. Giang Cần gật đầu, vậy còn việc tích hợp IBS thì sao? Tô Nại suy nghĩ một chút, nếu cả hai dự án cùng làm, tôi không chắc mất bao lâu. Có thể hoàn thành trước cuối năm không? Không thành vấn đề, còn 9 tháng nữa đến cuối năm, quá dư sức. Giang Cần nhìn ngày, thời gian cũng gần đến rồi, chúng ta làm việc lớn thôi, phải có lễ nghi phù hợp. Lan Lan, cô giúp tôi đặt một phòng tại khách sạn Long Khải nhé, gọi các trưởng bộ phận lại, mọi người cùng nhau ăn một bữa. Thấy cả khách sạn Long Khải cũng được sắp xếp, Ngụy Lan Lan biết ông chủ lần này đang nghiêm túc, liền gật đầu ngay, được, tôi về sẽ sắp xếp. Không vội, ăn trước đã, Nại Nại tử cũng vậy. Ăn thêm chút đồ tốt để bổ sung dinh dưỡng, công việc của cô là quan trọng nhất trong giai đoạn phát triển của chúng tôi. Quan trọng nhất, Tô Nại suy nghĩ một lát, sếp, cho tôi cốc nước. Trời ơi, cô nàng lập trình viên họ Tô này có vẻ kiêu ngạo quá ha. Giang Cần thầm nghĩ trong lòng, rồi nhanh chóng rót một cốc nước đưa cho cô ấy. Sau khi trở về từ tụ tiên lâu, Ngụy Lan Lan gửi thông báo về buổi tiệc qua email cho các quản lý cấp cao. Còn Giang Cần lại bắt đầu thức đêm suy nghĩ về chi tiết của kế hoạch quảng bá,
chuẩn bị cho việc điểm binh điểm tướng vào ngày hôm sau, gần như không chợp mắt suốt đêm. Đến 6 giờ sáng, khi trời gần sáng, ông chủ Giang mới leo lên giường ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì đã là 3 giờ chiều. Nhìn thấy thời gian bắt đầu bữa tiệc không còn nhiều, hắn vội vã rửa mặt, thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài. Khi biết Giang Cần sẽ đến khách sạn Long Khải, đám người Tào thiếu gia nhất quyết muốn đi theo. Những ngày gần đây, tin tức về Giang Cần tràn ngập căng tin, khiến y không thể ăn uống, giờ đã gầy đi. Khi nghe nói Giang Cần sẽ đến Long Khải, họ như muốn bay đến để ăn chùa một bữa. Các bạn vừa nghe xong tập 85 của bộ truyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.